Xin chào các bạn, hôm nay mình mời các bạn thưởng thức món bắt bồ chuột của hai vợ chồng bác nông dân và hai chú chó được những người dân nơi đây đặt cho cái biệt danh là Thánh Bắt Chuột. Các bạn đang xem màn đuổi bắt chuột của các bác và hai chú chó rất thông minh. Ôi giời ơi, kìa, ôi giời kìa, kìa không. Ôi giời. Hay chưa, hay chưa. Hai chú chó đuổi rất nhiệt tình kìa, rồi bò gà ra được kìa. Rất vui. Kìa, tiếp tục. Ôi giời, phi cả mũ cối rồi, không biết có được không. Ôi giời, được rồi các bạn ạ, giỏi thật. Ôi giời, phi mũ cối mà được chuột thế thì quá giỏi. Các bạn vừa chứng kiến một cái màn rượt đuổi chuột rất hay, rất khâm phục bác nông dân. Đấy, bác ấy phi mũ cối mà bắt lao ra bác ấy bắt được chuột. Đúng là cái pha bắt chuột có 102 các bạn ạ. Con này rất to. Con này rất to các bạn ạ. Đấy, đây có lỗ. Đây, không biết là có chuột vào đây không. Chó đánh hơi rất là kỹ. Đấy, màn bắt chuột bây giờ ngoại mục đấy. Ở đây, kìa, lại chạy đâu kìa. Kìa, kìa, kìa. Ở đây, 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 sau rồi. Đấy, đây, kìa, kìa. Đấy, con chó vàng vừa đấy. Đấy, vào chỗ rậm rạp này là khó rồi. Ở kìa, kìa. Ở kìa, vào rồi. Chắc vào lỗ rồi. À, lỗ thông rồi. Ra mương rồi. Mấy con quá. Chó nó dồn từ đằng kia về mà. Chấn cái màn rớt đuổi chuột của các bác nông dân này. Ôi giời, ôi kìa. Ôi giời, hai bác nông dân và hai con chó. Đấy. Được rồi các bạn ạ. Rất vui. Vẫn còn. Sao mà chó đánh hơi kỹ thế. Vẫn còn. Tiếp tục các bạn ạ. Ôi giời, tiếp tục lại một cái màn gọi là bắt đuổi chuột này. Đấy, rồi rồi, được rồi. Đấy, chú chó đã bắt được con chuột. Đấy, may chưa chết, vẫn còn sống các bạn ạ. Đấy, rất hay. Tiếc nhỉ, sáng nay các bác bắt được rắn hổ mang mà em lại không được chứng kiến. Rắn to. Và cân hai cơ. Mỗi con thôi. Một con. Yeah. À đây, được một con. À chưa, nó lại chạy ra rồi. Chăm mỗi con. Mỗi chuột rái. Lên, chưa, lại quay lại đấy. Chăm mỗi con. Một con. Một con nào? Hết. Một con rồi. Đã được một con chuột rồi, vàng ươm. Còn nát đi đâu nữa. Hết rồi. Một ngày một con. Con này to. Nè. Thích chuột. Ông ấy thích chuột. Hai con chó đi bắt chuột. Ôi kìa kìa, ôi kìa kìa, kìa kìa chó. Ôi giời, chó phần trương không nữa. Ôi kìa kìa, ôi giời. Khả năng là, à vẫn còn sống, may quá. Đấy. Không, nó vẫn di chuyển được. Đấy, vẫn còn sống. Nhanh nhỉ, lì thật. Ôi, hay. Con ăn đi thôi. Nó ăn cái gì trẻ. Nó cứ đòi ăn này. Hăng thật.
À rút đuôi được rồi. Nó có to không? Rút đuôi. Tí tí à? À phải vẫn còn. À chả hai con liền cơ. Bắt được. Đấy nó vào háng bắt, nó vào háng bắt. À đây hai con liền nữa rồi. Một con nhỏ một con to. Đây mà không ra. Ê rất lì nhá. Đấy. Ê các bạn chứng kiến này. Hai vợ chồng bác nông dân này đưa cả hai chú chó đi bắt chuột. Ba con, hàng này được ba con. Ăn mất của tớ giờ đi. Đây 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 đây, quên kìa, đây, kìa kìa. Đấy đây, chua rồi. Chua. Đây 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 đây. Đây, 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 đây. Đây được chua đây rồi. Đây con, đấy con. Quay lại đấy. Đấy, 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 xuống đây đây, đấy, rồi 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 rồi, rồi các bạn nào rời vất vả bắt quá, phải giữ chúa. Vòng đi vòng lại cùng mới bắt được con chuột, vòng đi vòng lại. À rồi con chuột này to chưa này, ui rồi, chó nó lùa các bạn này, đấy chó nó lùa cái rãnh, đấy chặn đầu nó bắt được con to rồi. Xem còn con nào đâu nhá. Có bé đang à? Đấy, về đấy mới có dụng cụ để bé. Đấy, chó đánh hơi, sao là có rồi, đánh hơi mạnh lắm. À kìa kìa kìa, thôi đưa ra rồi. Vẫn còn. Nó chạy ra xa rồi, ra đằng sau rồi. À cái con kia, con hứa nó đang ra đấy. Đấy, 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 đấy. Đấy, à nó lại vào đây rồi. Đấy, nó vào đây. Sang đây rồi. Thay rồi. Đây mất rồi. À, ui dồi ôi, bắt được con quá to kìa. Bác rơi cho rằng. Ui dồi ôi, to chưa các bạn ơi. Ui dồi ôi. Con bây giờ hắn ta chạy qua. Mấy con liền. Ra hai con rồi. May bắt được con to nhất này. Chó đánh hơi mạnh thật. Vẫn còn thì sao? Anh ơi vẫn rất mạnh. Cái lỗi lắm thật. Mấy con liền. Rồi từ nãy giờ. Nãy giờ ra hai con to đấy. Toàn con to. Vô được chưa? Ôi giời ơi. Vô được chưa? Được rồi. Được rồi các bạn ạ. À. Bác gái này bác vô tẩm phết đây này. Được một con rồi. Con vẫn phải có mất. À thế à, hai con liền cơ. Đấy. Ừ, cái lồng chuột độ. Về sống lên mấy con liền. Ai thì bẻ tay kìa. Thế là một thằng sẽ vứt. Ăn rút đuôi à? Rút đuôi rồi. Chỉ đang chuột thì sẽ mất chó. Chỉ sẽ mất chó. Đấy liên tục. À, rút được rồi, rút được rồi. Rút được ngón chân cái. Cũng to. Bó công, to phết. Bó công vẫn còn cả, ôi trời ơi. Với con chuột to chưa đây. Đấy, hai đánh con đi. Con nhỏ nữa. Thế là êm mà. Con nhỏ nữa. Đào tung cả cây gọi là. Vẫn chưa hết. Anh bạn này anh nghĩ. Vẫn chưa hết. Mở đất để ra mà không bắt được cả tí. Con nó to rồi. Hắn đang khóc. Với con nữa kìa. Còn con nữa. Hắn đang khóc. Chân. Hai con này đúng không? Ừ. Hai con này các bạn. Vẫn còn con nữa. Hai con đều to. Bà chị bắt kéo gươm. Các bác chuyên nghiệp đi. Chỉ ăn mới đi bắt chuột. Ăn mới đi bắt chuột. À. Chắn các bác còn bắt được. Chắn bắt thì... Mua không? Xuống đây. Hôm nay thứ bảy nhật này có chuột đắt như tôm tươi đây. Lại còn nữa, rút đuôi. Hết cửa. Hết.
con đầu to nhất. Chắc con vừa nãy phụ ra đây. Còn khôn nhỉ, đào mãi, đào tận cùng ngang thì mới bắt được. Vẫn còn con nữa các bạn ạ. Đi yếu à? Đấy, đang định đi thì thập thò ra. Con chó đen đâu biết. Lên lại giống. Thầy úi dại. À rồi. Các bạn ơi, nó bắt được một con chuột, con chó đen bắt được một con chuột các bạn. Đấy, vừa lại. Đấy, lấy cái lỗ thôi anh. Chỉ sợ như mấy ông ở dưới cân xương đưa chó đi bắt chuột về sau mất cả chó. Ôi. Được rồi. Con này hơi nhỏ thôi. Không to bằng con trước. Con này đập chết đi. Thành nào. Mất chó to phết đi. Không bắt được con to. Quái lạ, không biết chó đâu. Để đây chó này san chuột cái này. Ông đi, ông ấy kiếm của riêng của ông ấy. À, ông cứ nằm thế kia thì... Đấy, vào lọng rồi các bạn. Đấy, được một con vào lọng này. Bố thế. Con này to quá. Rồi, được một em rồi. Chắc hết. Quá thế rồi. Chắc còn con chuột dãi chạy vào thôi. Các bạn này chứng kiến hai chú chó này đang cong mông lên để đánh hơi chuột đây. Chắc là con chuột thôi mà các chú đánh hơi mạnh quá. Đấy. Đấy. Đánh hơi rất mạnh. Đấy, còng hết cả mông lên. Chân. À được rồi các bạn ạ. À, đấy con này chạy ra chạy vào mấy lần ở lưới mà giờ mới tóm được. À còn con nữa rồi, hai con liên tục các bạn ạ. Ôi trời ơi, ngon chưa này. Đấy. Hai con liên tục. Chết mà chết oan rồi. Đấy. Em hôm bây giờ các bác này, bắt chuột mà con còn có cả ông Tây về rồi chụp ảnh thế này kìa. Còn đây các bác có bắt được nhiều chuột cho ông Tây xem không? Đâu, đúng một lỗ không con nào thì cười đau ruột. À, đúng lỗ, ông xem thì không còn gì nhưng hôm ấy mấy lòng cơ. À, đây mấy lòng đi cơ. À. Đúng rồi, họ cũng không được xem bắt chuột mấy, ở bên đấy người ta có bắt chuột đâu. Mình là quái dị nhỉ. Và... ăn chuột ăn chính ăn chuột nó sạch đấy. Chuột nó độc ăn gọi là cỏ non thôi. Chết oan. Đấy vẫn còn hay sao mà con chó này đánh hơi mạnh thế. Vít lỗ. Đấy ông chó này, trắng này thì là vàng này thì là mệt rồi, đang nằm thở đây. Được chưa? Được chưa? À được rồi, kia. Ôi giời, nó gặm rồi. Nó gặm mất rồi. Tiếc quá nhỉ. Cái quỷ nó không chạy. Đứng chân đây rồi mà, đứng nó nằm đây nó không chạy quỷ. Hai chú chó mà đi bắt chuột quá bây giờ mới được uống nước các bạn ạ. À. Rất là thoải mái và dễ chịu này. Đấy, hai chú chó này hỗ trợ rất tốt cho hai bác nông dân bắt chuột. Đấy, nhờ hai chú chó này mà các bác nông dân bắt chuột rất là nhàn. À, hành trình bắt chuột của hai bác nông dân và hai chú chó buổi sáng nay tạm dừng ở đây. À, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. À, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.